Nam mô thì nó cũng trở thành một cái thói quen, nó cũng là thuộc trong cái phần gọi là chánh định hay là chánh niệm. Thường thường thế gian mà nó không ăn đậu quá thì không người Mễ, mà không trễ nải, không đi trễ là về người Việt Nam nữa, thì biết rằng nó như vậy. Nhưng mà mình là người Phật tử, nó có những cái khác. Thì cũng như các vị thấy cái ăn của chúng ta ngày hôm nay cũng như vậy. Chúng ta ăn ở trong cái chánh niệm. Cái người đời không phải là Phật tử thì các vị thấy nó vốn quen cái gọi là lăng xăng lộn xộn. Cho nên nhiều khi ăn mà không có cái chánh niệm khi ăn, hoặc giả ăn thiếu một cái gì đó một chút á, thì cũng cảm thấy nó rất là khó chịu. Thì các vị thấy nếu như cái ăn á mà nó đơn giản á, thì Phật không ghép nó vào trong năm thứ gọi là dục lạc. Thấy không, quý vị thấy không? Tại sao chúng ta nặng nề về tài là tiền tài, sắc là sắc đẹp, danh là danh vọng, là ba cái thứ này nặng nề trong kiếp con người rồi. Nhưng mà hai cái còn lại đó là ăn và ngủ, thì nếu nó không quan trọng thì sao ghép nó ngang hàng với ba cái thứ đầu. Vì vậy mà các vị đừng có khó khăn khi tôi, đừng có khó chịu khi tôi khó khăn về vấn đề cái ăn. Mình ăn mà mình vừa ăn vừa nói thì coi như lắm, thứ nhất là mình thấy rõ ràng là nó mất vệ sinh. Cái hơi con người của mình khi mình nói ra thì chắc chắn mình không thấy được bằng mắt thường, nhưng mà nó cũng văng cái hơi, nó bay cái hơi ra, hoặc là nó rớt nước miếng bay vào cái thức ăn. Cái thứ hai nữa là nó không có oai nghi. Mình ăn mà mình vừa ăn vừa nói rồi, có khi mình nhai cơm bổn bổn, có khi mình cười, mình giỡn rồi đổ này kia nọ, rồi nó không oai nghi. Cái thứ ba nữa là cái tâm mình nó phân biệt. Ví dụ ăn, chị ăn thử món này đi chị. Cái món này coi chứ, món này nó ngon lắm, món đó nó dở lắm. Là có tâm phân biệt. Mà khi mình có cái tâm phân biệt thì các vị thử nghĩ chừng nào mình gọi là tu. Thấy không? Sở dĩ mình tu có nghĩa là mình đoạn trừ cái tâm phân biệt. Vì cái phân biệt đó đó mà mình khổ mấy mươi năm nay rồi. Mình phân biệt đó cho nên mình khổ, khổ bởi phải, bởi trái, bởi hơn, bởi thua, bởi vinh, bởi nhục, bởi thương, bởi ghét, bởi vì cái tâm phân biệt mà. Mà nếu mình tu mà mình đoạn trừ được cái tâm phân biệt á, thì coi như mình đã nhẹ được một phần nào rồi. Đó, rồi cái nữa đó, nó nhiều cái lắm. Người ta nói bệnh tùng khẩu nhập, mà họa tùng khẩu xuất. Cái bệnh là từ cái miệng mà vào. Cho nên đúng ra một giờ cơm trưa của trong chốn thiền môn á, là phải ăn cơm từ 30 phút cho tới 1 giờ đồng hồ mới xong. Ăn rất kỹ và ăn trong chánh niệm. Bởi vì hạt cơm của Đàn Na Thí Chủ đó
Thì theo chư tổ nói đó, do cái hạt cơm nó đơn giản như vậy đó, nhưng mà nếu không khéo á thì gọi là nó nặng như cái núi Tu Di. Cái vị nhớ có một lần tôn giả A Nan giặt cái y cho Phật, nhưng mà đem cái y ra dòng suối giặt thì cái y đó nó không có chịu, ngài nhận quà nó không có chịu. Thì cuối cùng ở bạch Thế Tôn thì Thế Tôn bảo là ông lấy thử 4 hạt cơm thôi, ông dằn 4 gốc y. Thì ngài A Nan làm như vậy, lấy 4 hạt cơm dằn 4 gốc y, vừa để là cái y nó chìm liền. Để nói lên cái gì? Tại vì các vị thử suy nghĩ á, cái sự cúng dường các vị á, nhiều khi các vị không có nghĩ chứ thật sự ra đó, nặng nề lắm. Các vị đem cúng dường cho chùa, cho quý thầy, các vị thấy bằng một cái tâm, nếu bằng cái tâm vì đạo là nó đọc còn nhẹ chút nha. Còn cái tâm nó đem cúng dường để cầu nguyện, vì thế cầu đủ hết trơn à. Nhờ thầy cầu an cho gia đình con, cho bổn mạng con, cho con cái con học hành thành đạt vân vân, rồi cho cầu siêu cho ông bà cha mẹ con vân vân. Vì vậy tại sao cái hạt gạo nó nặng với cái tấm lòng. Rồi chưa kể cả cái người mà các vị thấy một nắng hai sương mà làm nên được cái hạt gạo á, nó không phải dễ dàng. Bây giờ cái thời nay á, là cái thời tân tiến, cho nên các vị thấy làm bằng máy móc. Chứ mình thử quay lại cái dòng lịch sử xa xưa, cái thời ông bà của chúng ta khi mà chưa có tân tiến như bây giờ đó, các vị nghĩ cài từng cục đất, rồi nhờ sức của con trâu kéo cài, ban từng cục đất, nhổ từng cái rễ cỏ, nhổ từng cọng lá, cọng năng. Vì vậy mới nói là nó nhiều cái công. Thành ra các Phật tử trong một tuần á, các vị đã bận biểu nhiều. Nếu các vị có cái thời giờ, có cơ hội đi chùa thì các vị nên thực tập. Khi mà các vị thực tập mà nó thường thuộc rồi đó, các vị đủ cái trang trải cho mình cái uy nghi, từ cái nói năng đi đứng rồi đó, các vị thấy nhìn lại á, nó xứng đáng là người Phật tử lắm. Cái người Phật tử đó không phải rằng là chỉ có mấy thầy tu đâu. Người đệ tử Phật nó tới 4 chúng là Ô Bà Tắc, Ô Bà Di, Tỳ Kheo Ni. Cho nên các vị đừng nghĩ rằng ôi cái chuyện đó là chuyện của quý thầy, tôi thì miễn cái trách nhiệm tôi tới cúng dường là đủ không á. Mình cũng phải có cái vai trò ở trong đó, có trách nhiệm bổn phận trong đó. Cho nên Phật tử là gì? Cái chữ Phật tử á, theo trong kinh nói đó, chữ Phật tử là tùng Phật khẩu sanh. Tùng Pháp quá sanh. Đắc Phật Pháp phần. Cố dân Phật tử. Đó là định nghĩa hai từ Phật tử. Chứ tôn là từ nơi cái miệng Phật mà sanh ra. Có nghĩa là người Phật tử là người đó nghe cái lời Phật dạy từ nơi cái miệng Phật. Mà các vị biết cái miệng của Phật á, gọi là kim khẩu. Tại sao kim khẩu? Tại lời nói của Phật là lời vàng. Cái lời nói của Phật á, sở dĩ trên cuộc đời này á, người ta gọi là vàng là quý, nhưng mà thật sự không phải đem vàng mà mua được cái lời nói của Phật đó. Nhưng mà tại vì nó không có cái quý nào hơn ngoài vàng với kim cương, thành ra mới ví dụ cái miệng của Phật là kim khẩu.
Tại sao gọi là kim khẩu? Tại vì những lời Phật nói đó gọi là chân, chân ngữ, thật ngữ, bất dị ngữ, bất cuốn ngữ. Tôi xin lỗi các vị nghe mấy cái này. Thật ra các vị biết tôi đúc kết cả một cái thời gian, cả một thời gian dài, tôi cứ tóm gọn lại cho Phật tử. Lời nói của Phật là chân ngữ giả, chứ giả là lời nói chân, lời nói chân lý. Không bao giờ lời nói nào của Phật là lời nói chơi cả. Không bao giờ lời nói nào của Phật là lời nói mà để nô đùa cả. Lời nói của Phật là thật ngữ, lời thật. Lời nói của Phật là bất dị ngữ. Bất dị ngữ là bất dị là trước sau không khác. Lời nói của Phật là bất cuốn, có nghĩa là không hề dối gạt, phỉnh phờ, vũ khí ai cả. Đó mới gọi là ông Phật, mới gọi là kim khẩu, cái gì không? Còn bây giờ tôi với các vị, bây giờ mình đã lời nói mình chưa phải là kim khẩu. Mà có khi mình lời nói của mình hoa mỹ, nó lấy lòng, nó bợ đỡ, nói để mong cầu. Cho nên lời nói của mình, cái miệng của mình bây giờ á, thế gian họ gọi là lưỡi không xương, miệng không vành. Lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, miệng không vành nó méo lung tung và tứ tung. Cho nên á, chúng sanh mình á, nó có cái miệng à, mắt hai tròng, tai hai lỗ, mũi hai lỗ, một, mà nó vừa ăn, nó vừa nói, nó vừa uống, ăn uống cho một đi. Mà các vị nghĩ ha, ăn uống nói cái gì thấy phước nhiều hay tội nhiều? Nếu mình nghĩ cái kiểu chúng sanh, các Phật tử lớn tuổi, các vị ngồi khẳng định kỹ coi mình phước nhiều hay tội nhiều. Ăn là phải ăn tươi, nuốt sống, uống là phải uống thế này thế kia thế nọ. Các vị thấy nếu mình không biết tu là toàn là tội không? Còn nói dối là lỡ đôi chiều, nó lời thiêu dệt, nó lời công ác, nó phải hơn người ta, nói phải người ta chửi cha mình phải chửi ông nội, rồi phải nói, rồi nói phải đâm đầu này thọc đầu kia, nói phải đạp đầu này đưa bợ đỡ đầu kia. Cho nên cuối cùng cái miệng này nếu mà trời đất mà sanh hai cái miệng hai bên nó không ai chịu nổi. Thấy không? Mắt hai tròng, tai hai lỗ, mũi hai lỗ, mà mai nó nằm giữa có miệng à, nó làm bao nhiêu công việc. Hai lỗ tai nó chỉ nhiệm vụ là nghe, hai lỗ mũi chỉ thở, hai con mắt chỉ nhiệm vụ là thấy, phải không? Vậy mà cái này là một mình nó làm mấy nhiệm vụ. Cho nên chúng ta học Phật là học vậy, học để có những cái mình biết rồi, nhưng vì mình không có thời giờ để mình thấy lại mình, cho nên phải học. Đó là tôi nói. Như vậy thì lời nói của Phật, các vị nhớ là bốn cái mà cao thượng là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả. Như vậy chúng ta là những người mệnh danh là con Phật thì phải tùng Phật khẩu sanh. Các vị ngồi bên đây nè, bên đây còn ghế nè. Tùng Phật khẩu sanh là phải từ nó cái miệng Phật mà sanh. Còn nếu quý vị mà không làm theo cái lời nói của Phật á, thì các vị theo chúng sanh mà sanh, thì các vị chừng nào các vị mới có an lạc? Chừng nào các vị mới có an lạc, có hạnh phúc? Tôi thí dụ cái câu chuyện mà người ta thường hay kể trên trần đời này đó. Có hai cha con, cái ông đó dắt con lừa ra chợ bán á, các vị nhớ câu chuyện đó chứ? Hai cha con dắt con lừa ra chợ bán. Đi một đoạn đường gặp một cái nhóm bà đi cấy đó nè. Nói, ủa hai cha con anh đi đâu đó? Nói, hai cha con tôi dắt con lừa ra chợ bán. Mấy bà nói, ồ hai cha con anh sự ngu si thế, lừa cưỡi chứ sao dắt. Hồi đó giờ tôi nghe nó lừa cưỡi chứ con ai dắt lừa bao giờ. Thế thì hai cha con mới nói, ồ vậy là cha con mình ngu rồi con, lừa phải cưỡi.
Thế thì hai cha con thượng hết lên lưng con lừa ngồi. Thế thì đi một đoạn nó nói trời, hai cha con nó độc ác vô cùng, độc ác. Nó độc ác coi như không ai độc ác hơn hai cha con này. Lừa mà hai cha con nó thay mập vậy mà thượng lên lưng mà cưỡi hai cha con như vậy. Ác quá rồi chứ. Nghe nói vậy thế thì chịu không nổi. Dắt lừa thì nó là ngu, mà thượng lên lưng con lừa thì độc ác. Thế thì ông cha nói thôi con ngồi đi con, để cha dẫn lừa cho con ngồi. Thế thì đi một đoạn nữa, gặp một nhóm nữa, đồ thứ con bất hiếu. Cha nó nặng mang, mẹ nó mang nặng, cha nó cực khổ để nuôi nó nên dốc lên hài. Bữa nay nó ngồi viễm trệ lên con lừa để cha nó dắt lừa đồ cha. Đồ con bất hiếu, cha không biết dạy con. Thế thì con nó chịu không nổi, nó xuống. Nói thôi vậy cha thượng lên đi cha, con dắt. Đi một đoạn đường nữa, nói trời thằng cha gì mà không biết thương con. Theo lẽ cái gì sung sướng nhất để cho con nó hưởng cái đằng này, cha ngồi chiếm trẻ cho con nó dắt lừa vậy đó. Rồi sao? Thế thì ông cha cũng quản hồn, nhảy xuống, mà nếu nhảy xuống không lẽ hai cha con dắt lừa nữa thì ta nói ngu. Thôi giờ hai cha con đè lừa xuống, trói bố với cẳng lại, học cái cây đòn khiên. Biên đoạn nữa gặp một nhóm nữa đó, lừa bệnh để nhà mình thịt bán chút, kiếm được chút này chút đó, khi làm chi ra chợ lừa bệnh đang mua. Đó, các vị thấy trần đời nó là vậy đó. Thì bây giờ quý vị muốn làm theo cái nào? Chúng sanh là vậy đó, giờ tôi hỏi làm theo cái nào cho trúng. Cho nên khó. Vậy mà mình cần nên quay đầu về với cái lời dạy của Đức Phật, để mình làm cái điều gì mà cho lương tâm lương tri mình nó nhẹ nhàng, nó an lạc, ngửa lên không thẹn với trời, khum xuống không cúi với đất, nhìn ngang không thẹn với lòng với người, là coi như mình sống nên sống. Các vị biết rằng những khi các vị nghĩ một điều gì xấu xa để mưu hại một ai đó, các vị có biết là lúc đó các vị đã chiêu cảm cái ác nghiệp và đã khổ đau ngay tức đó rồi không? Nhưng mà có nhiều khi cái nghiệp mình nó nặng quá đi, mình lướt qua không nổi. Mình biết cái điều đó, mình đang suy nghĩ cái điều mà để hại ai đó, là ngay lúc đó mình đã đau khổ rồi. Mình biết rồi đó, ngay lúc đó mình đã lo sợ, mình đã hồi hộp, mình đã bất an rồi. Ngay lúc đó đã như vậy, huống chi mình đã hành động rồi thì về sau nó nhân quả cỡ nào, phải không? Nhưng mà cái nghiệp nó nặng quá, mình lướt qua không nổi. Tôi hỏi thiệt các vị có bao lần vậy chưa? Chắc chắn có rồi. Đừng ai trong cuộc đời này gian dối với lòng mình là từ nhỏ lớn con không có điều gì sai, con không có điều gì xấu. Ai mà nói vậy ngồi cho tụi tôi đảnh lễ làm Phật liền. Mình phải tự nhận lòng mình. Từ khi mình biết được cuộc đời, khi mười mấy tuổi mình gọi là tuổi dậy thì, cho tới ngày hôm nay không biết bao nhiêu lần mình nghĩ xấu, mình làm xấu, mình nói xấu, những cái ác. Nhưng mà mình khi mình vừa khởi lên là lương tâm lương tri mình nó đã khó chịu rồi. Nhưng vì cái nghiệp nó nặng quá, mình lướt qua không nổi, mà mình phải hành động, phải không các vị? Có không các vị? Đúng là như vậy. Nhưng mà quay đầu với Phật, cái lời Phật dạy, ngày mai các vị nhắm mắt tắt hơi, mà ngày hôm nay quý vị quay đầu với cái chánh pháp hành thiện, quý vị còn có cơ hội nha. Chỉ sợ con người không biết quay đầu. Đừng sợ con người tội lỗi xấu xa. Cái chuyện mà tội lỗi xấu xa trong cuộc đời này không ai không có. Đừng sợ cái đó, mà chỉ sợ con người mình không biết ăn năn, không biết hối cải, không biết quay đầu. Vì vậy cho nên là Phật tử thì phải tùng Phật khẩu sanh, tùng Pháp quát sanh. Từ nơi Pháp mà mình thay đổi cuộc đời mình. Đắc Phật Pháp phần. Đắc Phật là được cái phần nào trong Phật Pháp là đã may mắn được phần đó rồi, gọi là Phật tử rồi. Chỉ sợ là mình không được phần nào thôi. Như vậy tu hành từng bước, từng bước, từng bước. Ngày nay mình để ông chút, ngày mai mình để ông chút, ngày mốt mình để ông chút.
kiếp này mình trưởng dưỡng chút, kiếp sau mình trưởng dưỡng trí tuệ chút. Đừng đòi một đời thành Phật. Ai mà tu hành đòi một đời thành Phật là hoàn toàn sai lầm nhé. Nhưng mà quan trọng mình nhận chân ra được cái Phật chủng, cái chất Phật ở trong chính mỗi chúng ta, để rồi chúng ta từng bước chúng ta vén cái màn vô minh, vén cái nghiệp chiêu cảm khổ đau của chúng sinh ra, rồi mình sống cuộc đời nó hồn nhiên, nó tự tại, nó hạnh phúc, nó khinh an, rồi tự động lúc đó các vị quen dần thì nó sẽ có bồ đề niết bàn, nó sẽ có giải thoát giác ngộ. Cho nên mai mốt nếu có một cái cơ hội nào trả bài, tôi hỏi Phật tử là gì, phải định nghĩa cho được bốn bài bốn câu kệ này ha. Là Phật tử là bạch thầy hay bạch đại chúng, là Phật tử là từ miệng Phật mà sanh, từ pháp mà sanh, được một phần trong Phật, được phần được đắc có phần ấy, cố danh Phật tử gọi là Phật tử. Như vậy thì Phật tử không phải dành riêng cho các vị, mà dành chung cho tụi tôi luôn, cho tỳ kheo ni luôn. Còn các vị là U Bà Tắc, U Bà Di. U Bà Tắc có nghĩa là thiện nam tử, U Bà Di là thiện nữ nhân. U Bà Tắc là thiện nam tử, là người con trai lành. Thiện nữ nhân là người con gái tốt. Khi mà các vị quay đầu về quy y Tam Bảo là quý vị trở thành U Bà Tắc, U Bà Di. Gọi là cận sự nam là U Bà Tắc, cận sự nữ là U Bà Di. Nhưng mà trong chùa nó có thêm hai cái U Bà nữa, U Bà Đốc, U Bà Suối. Gần thời gian gần đây nó có hai cái U Bà đó nữa. U Bà Đốc, U Bà Suối là đi vô chùa này, không có tu, không lo tu, mà cái giòn ngó sọc bên đây chọc bên kia, đốc bên nọ, suối bên kia, để cho nó xào xáo lẫn nhau. Hiện hai thành phần này là coi như là tạo nghiệp. Còn U Bà Tắc, U Bà Di là tạo thiện nghiệp, U Bà Đốc, U Bà Suối là tạo ác nghiệp. Thành ra quý vị ráng làm U Bà Tắc, U Bà Di thôi, chứ đừng làm U Bà Đốc, U Bà Suối nha. Hai cái U Bà nó mệt lắm. Đốc suối cho nó tùm lum ấy, là đi chùa có, mà cái nghiệp chúng sanh nó kỳ lắm các vị. Làm như nó không có chuyện làm nó buồn. Đi chùa thay gì nó tốt không nói, cái châm đầu này thỉa đầu kia để cho nó cụng đầu nhau họ vui. Tâm lý cái chúng sanh nó có cái nghiệp đặc biệt vậy đó, muốn cho người ta gây loạn mới được vui. Còn mà thấy người ta im ấm họ, cái đó mà họ tôi sẽ nói trong cái giới nói dối. Bây giờ đóng cửa luôn thì được chưa, để cho nhóm với nhóm chợ đi. Tắt đi, đóng cửa lại để cho ai dưới làm nhóm chợ, nhóm gì ông sùng ông mệt quá. Tại sinh nhật sinh gì thì cũng xin lỗi các vị, tôi không biết, tôi không để ý, nay là ngày Father Day. Chứ nếu bữa nay biết nay ngày lễ là tôi cho nghỉ à. Nhưng mỏng lẽ mình mới khai giảng có một tuần, tuần này mình nghỉ thì nó kỳ quá phải không? Cho nên thôi ráng, nhưng mỏng ngày cũng đông hả? Kệ ráng. Bây giờ như vậy, chữ bất Phật có bốn thứ là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất gì ngữ giả, bất cứ ngữ giả rồi hen. Vậy là lời nói nào mà không chân không thật, lời nói nào mà sai khác, lời nói nào mà dụ dỗ dụ khị ngoa mị là không phải lời nói của Phật nha. Vậy là nói của Phật là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất gì ngữ giả, bất cứ ngữ giả. Các vị đã thuộc cái bài này, cái bài này từ trong kinh Pháp Hoa nha. Mở ngoặc để kinh Pháp Hoa dạy: tùng Phật khẩu sanh, tùng Pháp quá sanh, đắc Phật pháp phần, cố danh Phật tử. Bây giờ tôi xin chia sẻ với các vị, đúng ra là tôi định soạn giáo án, nhưng mà may mắn cho tôi á, là sáng nay cô Viên Thiện đem cái cuốn sách của cô Diệu Nghiêm đem về, mà Hòa Thượng Hiệu Trưởng tôi ngày xưa là Hòa Thượng Thượng Từ Hạ Thông á, vừa viết ra cái cuốn Nhập Phật Tri Kiến, gồm thâu toàn bộ cái giáo trình từ khi mới bước chân vào là người Phật tử cho tới khi thành Phật. Nó đơn giản như là Hòa Thượng gom lại. Đúng ra cái chữ Nhập Phật Tri Kiến này đó là nói về kinh Pháp Hoa,
Nhưng mà tại vì ông cụ ông ấy nhập là vào, là mình phải vào cái tri kiến Phật. Như vậy thì tôi mượn cái giáo trình này tôi dạy luôn, không cần sợ, nó quá dễ. Tôi mới lật cái vài trang tôi thấy Hòa Thượng Quảng nói trên mạng, mà tôi tới chừng khi qua tội nghiệp qua để chung với đồ, cho nên mấy cái y áo tôi rồi đem giặt cái là không thấy cái video gì, nhưng mà chữ rất rõ. Vậy thì bây giờ mình bắt đầu nhập Phật tri kiến. Cũng may á là không cần mỗi người có giáo trình, nếu có là các chị làm biến viết thôi, một mình tôi có giáo trình thôi cho nó dễ. Nhập Phật tri kiến. Bây giờ kỳ rồi chúng ta học hai chữ đạo Phật, mà tôi chỉ giải thích cái chữ đạo mới có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là đạo là con đường, đạo là bổn phận. Rồi bây giờ cái đạo thứ, cái nghĩa thứ ba của đạo là lý tánh, thì cũng là đồng thời cái nhập Phật tri kiến này. À, thật ra thì tôi không biết cái lớp học của mình nó tồn tại được bao nhiêu lâu, nhưng mà khai giảng, mới khai giảng một vài tuần mà vậy là quý quá rồi. Thật sự là thấy ngồi học gần đầy lớp thì là tôi mừng lắm rồi. Thì các vị cố gắng, đó là niềm an ủi của tôi và cũng là niềm an ủi của các vị. Nhưng mà tôi nói trước là ủa các vị đi đâu mà đi ra đi vô hoài thế? Bây giờ tôi có lời đề nghị như thế này nè. Khóa cái cửa này lại. Ai đi đi cửa kia. Tại vì các vị biết sao? Cái người nói không phải là nó có bài sẵn nó hát. Các vị phải biết cái tâm lý của cái người nói. Cho nên á, ai đi là bây giờ đi cửa kia, mở cửa kia ra. Rồi bắt đầu từ sau cũng vậy, tới giờ học đóng cửa này đi vòng cửa kia. Bây giờ là cái bảng ở đây rồi, cô không thấy sao? Bây giờ cái là mình cầu học mà học đạo học ở đâu cũng được hết, quan trọng có học hay không, có cầu học hay không, còn ngồi hướng nào cũng được. Tôi nói các vị, các vị mà chịu học đạo rồi các vị nó nhẹ lắm. Còn mà các vị không học đạo là các vị đi chùa mệt xác, tụng kinh mỏi mỏ mỏi miệng, thậm chí mà nghe giảng nó mệt óc. Nhiều người đi chùa nghe giảng mệt óc, mà giảng xong không biết học cái gì hết. Thành ra tôi nói các vị là tôi không có giỏi gì hết, mà tôi dạy có giáo trình nào mà nghe giảng mà gọi nghe giảng mệt óc. Nó giảng rồi cái vỗ tay bóp cười ồ lên, xong rồi cái về hỏi nhớ những cái tài thấy thấy vui quá, tao vui theo. Rồi cái nặng óc ra để suy nghĩ cái hồi nãy nghe cái gì, phải mệt óc không. Còn tôi giảng đây là cái nào là tôi nghĩ là tôi khả năng tôi nói là các vị không chịu học thôi, chứ chịu học là nhớ liền. Tôi cống hiến cho các vị một năm tôi không đi giảng ở đâu, tôi ở nhà tôi cống hiến cho các vị cố gắng học. Sau một năm ai may mắn còn sống học tiếp nữa, còn lỡ mà có theo ông theo bà rồi thì cứ chết chơi. Biết đạo rồi là chết chơi, cái người biết đạo đó là biết sợ chết chứ các vị, còn biết đạo là chết chơi, không có gì sợ. Sợ cái là mình không học đạo, mình không biết đạo rồi cái mình sợ chết. Còn nếu mình học đạo rõ ràng rồi thì chết là một lần thai sim. Cái áo này quý vị chạy mấy chục năm nó cũ kỹ rồi, nó sụt sạc, nó rách. Rồi giống như cái xe nó mòn là sơn, mòn ốc, mòn bù lon hết rồi. Thì cứ vậy mình có đủ điều kiện mình mua xe mới, xe xịn chạy chơi vậy thôi. Nó quan trọng là mình biết đường đi, rồi mình trở lại cuộc đời này, mình chui ra một cái gia đình nào đó nó có hạnh phúc hơn, nó có đạo đức hơn, chung ra một đất nước nào đó nó có tự do dân chủ hơn.
Còn mình không học đạo, tối ngày mình cứ đi gây chiến tranh, mình cứ gây phiền phức đó, thì kiếp sau mình sanh ra những cái vùng mà súng đạn tối ngày bơm rơi đạn lạc, hoặc ra sanh ra những cái vùng mà tối ngày không có thấy được cái sự hạnh phúc bình an. Cái gì thấy không? Còn mình học đạo rồi, mình sáng suốt rồi đó, cái là mình tự tại vào ra. Cho nên gọi là vãng lai tam giới chi tân mà sức một vị tha tất. Tôi thì tôi không hơn gì ai đó, tôi cũng nói cho đại chúng đừng có buồn này, tôi nói chân thành, tôi là cạo đầu cho nó mát thôi, chứ còn tôi thường nói tôi không có tu khỉ khô gì hết trơn. Nhìn bề ngoài của tôi các vị thấy ăn nói thì bổ lỗ, thân tướng thì xấu xí, lời nói thì vô duyên, thấy không? Con người thì nó đi thì nó cà quýu tại cái bụng nó sắp đẻ mà. Thành ra nhìn bề ngoài tôi là không có tu gì, thế thôi tôi chịu thiệt là tôi cạo đầu cho nó mát. Ngày hôm qua ngứa quá buộc lòng phải ráng đi cạo đây đó. Vậy thôi chứ còn không có nói tu gì hết. Nói vậy cho nó chắc ăn. Thì tôi nói cho các vị biết, nhưng mà mình biết cái đường đi lối về của mình, mình biết được là mình sẽ sanh ở chỗ nào, cái tâm mình hiện tại đang nghĩ cái gì, thì cái nhân đó nó sẽ dẫn mình đi, nó dẫn mình đi trong cái tương lai tới cái cảnh đó. Nhớ cái bài trong kinh Địa Tạng cái gì nhớ không? Cái bài mà đầu tiên mà khai kinh Địa Tạng tụng là lòng từ do chứa hạnh lành, trải bao số kiếp độ sanh khổ nạn. Cái nhân của ngài Địa Tạng là do cái lòng từ, là từ nhân tích thiện. Mình làm sao mình tu hành của mình á, mình ráng theo cái ngài Địa Tạng á, gọi là từ nhân tích thiện, là cái nhân của mình là cái lòng từ tích thiện, mình tích lũy cái lành đi, thì chắc chắn rằng cái cảnh giới lành nó sẽ đến với mình. Còn cái nhân mình mà ích kỷ, mà xấu xa, mà ghen ghét, mà đố kỵ, mà nghi ngờ, thì chắc chắn mình sẽ sanh ra nơi nào, chỗ nào cũng bị những cái hoàn cảnh đố kỵ, xấu xa, ghen ghét hết trơn. Cho nên mình biết như vậy để chi? Thì ngay giờ phút mình đã biết này nè, mình cố gắng mình rọi chính mình, mình ráng tích lũy cái lòng từ, tích lũy cái lòng thiện của mình. Cuộc đời thiên võng khôi khôi, vô nhi bất lậu, cái lưới trời lồng lộng như mãi lông không có rớt. Đừng sợ mất. Có thể cái đời này từ mấy mươi năm nay các vị làm bao nhiêu điều tốt, mà tại sao bây giờ nó cứ nói quả xấu nó tới hoài? Cái quả xấu mà tới đây là cái quả này là của cái nhân mà hồi lúc các vị chưa có làm điều tốt á. Còn từ lúc các vị làm điều tốt tới bây giờ có khi các vị chưa có hưởng. Như cái cây đu đủ trồng 3-4 tháng có ăn, nhưng mà gặp cây sầu riêng, cây măng cột có khi trồng cả chục mười mấy năm nha. Nhưng mà cái nào nó cũng có cái quả của nó khác biệt. Cái quả cây đu đủ các vị thấy nó có trái mùa, hoặc nó có trái thời gian là nó phải tróc gốc nó chết, nó khô nước nó chết. Còn măng cột sầu riêng mười mấy năm nó mới có trái, mà nó có khi nó cả đời người nó chưa chết nghe, có khi để lại cho cháu con của mình nữa nghe. Cái cây nào mà nó mục, nó ruỗng thì nó mau bự lắm, không ai sử dụng nó làm gì. Cái cây mà nó èo ọt, nó uông đằng, nó ở trong bờ, trong rụi bụi vậy đó, vậy mà nó cả trăm năm mà nó không bằng cái cây đập mọc ở ngoài đường, vậy mà sử dụng nó mấy đời người không hư, cái gỗ nó mấy đời người không hư. Có lần Khổng Phu Tử đi với thầy Nhan Hồi. Đức Khổng Phu Tử đi với thầy Nhan Hồi, đi trên một đoạn đường gặp hai người đi cưa gỗ. Thì nghe ông này nói với ông kia, nói mình đi cưa gỗ phải gỗ tốt. Thế thì đi một đoạn đường thì có một cái cây nó chần dần nó nằm giữa lộ, mà hai người không chịu cưa. Thầy Nhân Hồi mới hỏi Đức Khổng Phu Tử, nó thưa thầy,
sao hai người kia đi kiếm gỗ, đi kiếm cây gì làm gỗ mà sao cái cây nó to nó lớn vậy mà hai người đã không cưa thầy? Nó cây nó to nó lớn thì chứ bên trong nó mục, nó có lỗ trong đó, đó. Bên trong nó phồng nó gì đó, nó bọng ở trong đó đó con. Cho nên người ta đi kiếm cái gỗ nào mà nó chắc, mà những cái gỗ chắc á thì ở nó đâu còn ngoài đường, nó đóng hết rồi. Rồi tới buổi chiều hai thầy trò tới nhà một người bạn, gặp người bạn lâu năm quá mới gặp lại, thì người bạn mới nói bà ơi, bà ra sao mà bắt cái con cu gái đó, chim cu á, bà làm thịt đãi thầy trò Đức Khổng Tử. Bà vợ bảo mình bắt cái con chim nào mình làm, mình nhà mình có hai con đó thì nó đẻ sai mà nó coi như là nó gái giỏi, còn con thì nó làm biến đẻ mình mập ú mà nó không chịu gái, nên mình nghe nữa mình mới bắt cái con mập làm trước, cái con đó nó là biến làm nhát xử nó trước đi. Thì mỗi lần như vậy thì thầy Giang Hồ mới lật sổ ghi vô cái cây tốt thì ta để lại, ta không cần sử dụng, ta sử dụng cái cây xấu, con chim tốt thì sử dụng trước. Thế thì tối mới hỏi bà thầy, ngày nay thầy trò mình đi nó có hai câu chuyện, thưa thầy vậy chứ thầy trò mình nên sử dụng cái gì cho đúng? Thế thì Khổng Phu Tử nói trung đạo đó con, trung đạo. Bởi vì câu chuyện trước nó trốn theo cái câu chuyện của gỗ, của cây, câu chuyện sau nó trốn theo cái chuyện của câu chuyện sau, phải không? Thế thì bây giờ nếu mà mình khư mình nói vậy thì chọn cái nào là đúng thì chọn cái nào đúng. Nó sống lý trung đạo, là đòi hỏi con người phải có lý trí nhận thức. Cho nên tôi nhắc nhở các Phật tử vừa đạo mà vừa đời, để chúng ta tùy duyên chúng ta sử dụng. Cuộc đời này cái người mà biết đạo đó thì người đó không có nói lung tung nghe, còn cái người mà mới học đạo mà biết 3-4 câu là đụng đâu là nói đó, coi như đụng đâu là giống như mấy người mà mới học võ là dường như nó ngứa nghề, đụng đâu quýnh đó. Còn mấy người mà học võ mà võ giỏi rồi đó là không phải đụng đâu cũng tỏ tẻ, ta đây là học võ nghe, nhưng mà đưa ra một cái là gãy quay hàm, đưa ra một cái là gãy xương sống xương sườn liền. Còn mấy anh mà mới học 3-4 món là coi như đụng đâu là vơ tay đó, là biết anh này nó không học tới nơi tới chỗ. Học đạo cũng như vậy. Học đạo để chi vậy? Học đạo để mình biết để mình soi rọi với mình ứng nhân xử thế với người, chứ không phải học đạo để đi nhìn cái của người nghe. Trời ơi, có nhiều vị coi như là mình thì mình ý mình biết chút ít rồi, cái mình tối ngày mình bắt lỗi người ta không à. Học đạo không phải mình đóng cái khuôn để cho người ta phải chui vào cái khuôn của mình, mà có người mà càng học đạo là có người đó phải càng rộng mở cho tới mức độ mà coi như là như kỳ rồi tôi có giải thích đó, là nhẫn năng nhẫn chi sự mà thứ bất minh chi nhân á. Học đạo rồi, học hiểu đạo rồi, tới mức độ mà nhẫn những cái điều mà không thể nhẫn mới gọi là người học đạo. Mà thứ bất minh chi nhân, mình dung thứ với cái người mà không đáng dung thứ, mình mới là lượng thứ chứ. Còn mà mình học đạo rồi mà mình tối ngày mình chấp hết người này, mình chấp tới người kia, mình giận tới người nọ, mình phiền, cứ người ai mình với cặp mắt mình cũng nghĩ là xấu xa, là tệ lậu ở trên, thì mình học đạo làm cái gì? Các vị rõ không? Cho nên thứ bất minh chi nhân mới là người dung thứ. Cái người mà ngoan, người mà hiền, người mà tốt có cần cái gì tha thứ nữa không? Còn mình dung thứ những người sai lầm, những người ta coi như là bị những cái điều đau khổ, người ta chưa có lối ra, mình gần gũi, mình vỗ về, mình dung thứ được mới là gọi là dung thứ. Cho nên tôi nói thiệt các vị là tôi có cái thời giờ của tôi vậy nè, tôi cũng thích coi phim này vậy. Không phải là tôi mê phim,
mà lâu lâu cái phim nào mà nó có ý nghĩa mà dạy cho mình cái cách sống hay nó, tôi đang coi cái phim là Ngôi Nhà Là Số 1 á, của phim Việt Nam á. Tôi coi cái thấy tại coi vui, cái phim nó hay lắm nha. Gia đình nó sanh ra hai người con trai, hai ông bà cũng sanh ra hai người con trai, rồi hai cái người con trai lớn cũng sanh ra hai người cháu nữa đó, cũng con trai nữa đó. Mà hai con trai hai cái tính tình, là tới sanh ra được hai người cháu cũng hai cái tính tình. Một thằng thì coi như học giỏi, còn thằng này nó làm biếng, nó ngu, mà nó học đẹp trai mà ngu. Thế gian nó có ba điều kiện: nhà giàu, học giỏi, đẹp trai. Là ai mà đủ ba điều kiện là số 1 trần đời nha. Mà ngặt nổi ba cái điều này ít ai được lắm. Hễ mà đẹp trai thì nó ngu số 1. Hễ mà đẹp trai mà học giỏi thì nở biết nhiêu. Thôi vậy đó. Chứ rồi nếu mà nhà giàu, học giỏi, đẹp trai là coi như là số 1 rồi. Là ba thứ mà cái gì ai cũng trên đời này cũng thèm hết á. Cho nên thường thường á, tâm lý của người đàn bà, người con gái khôn không bao giờ chọn chồng đẹp. Nó ngu số 1. Mà ông bà mình á, nói khéo, nói uyển chuyển, nói gì đó, mũi tre dễ nấu sao? Chồng xấu dễ xài. Cái đó, câu nói đó là nhằm ám chỉ cho những người con gái của mình để ý nói câu đó là an ủi. Bởi vì thường thường mấy chồng đẹp nó không có làm ra trò trống, nó học nó không bằng ai hết trơn á. Hãy chi mà nhà giàu, đẹp trai, học giỏi thì thực sự là nếu nói vậy thì trên đời này còn ai để mà nói nữa, phải không? Buộc lòng nó phải có cái khiếm khuyết đó. Cho nên tôi nhắc nhở, ủa tôi muốn nói cái gì mà tôi nói qua cái chuyện đó ha. Dạ. Không, nhưng mà mới nói cái gì mà nói cái câu chuyện đó tự nhiên quên rồi đó. Đó. Nói trong cái gì cười. Dạ. Trung đạo. Trung đạo. Trung đạo. Trung đạo này. Con chim với lại cái cây. Quên rồi, giờ là nói. Từ nhân tích thiện. Dạ. Từ nhân tích thiện. Thầy nói cái gì mà nhẫn cái không nhẫn được, nhẫn năng, nhẫn chi sự, thứ bất à, đang nói vụ thứ bất minh chi nhân mình lượng thứ. Thôi nói dòng do nãy giờ, giờ mình vô bài học chút á, ai hết giờ báo nghe, để tôi nói hồi tôi quên giờ luôn nha. Các vị mà nghe cười cười hồi quên giờ. Bây giờ bắt đầu mình nè, mình vậy là bây giờ cái cuốn tài liệu này xin giới thiệu những ai trên mạng nên các thầy nếu nên tìm dạy cho Phật tử cuốn này là đủ nhất. Bây giờ tôi xin cái tựa đề Nhập Phật Tri Kiến. Tôi giảng đây là tôi xin cúng dường cho vị thầy đã dày công giáo dưỡng cho tôi. Hòa thượng năm nay là 93 tuổi, còn sanh tiền đàng hoàng ở một cái nơi tịnh dưỡng ở gần Lâm Đồng, hiệu trưởng trường Phật học từ khi thời xã hội chế độ trước cho tới sau chế độ này. Vậy mà Hòa thượng vẫn là một lòng vì đạo đó. Thì tôi được biết là 1-2 tuần nữa là mấy Phật tử tôi bên Việt Nam là lên thăm sư ông. Thành ra tôi cũng thôi, để tôi cũng thương kính Ngài lắm. Thật là suốt cuộc đời Ngài chỉ giảng dạy thôi thì Hòa thượng từ thông. Các vị đã nghe rồi, nhưng bây giờ Ngài đặt lại cái tựa là Như Nguyện Thiền Sư. Bây giờ tôi xin giải thích cái chữ Nhập Phật Tri Kiến để bắt đầu mình vô cái bài thứ nhất ha. Cô lên cô qua bảng đi cô. Cô nào hay thích qua bảng đấy. Cô bôi cho thầy. Đây. Cái này phải bôi gì mới ra. Bây giờ các vị quan hỷ tìm hiểu sơ sơ cái chữ Nhập Phật Tri Kiến nha. Ôi được, thưa bác tôi nè. Bây giờ mình tìm hiểu bốn chữ này, cái giấy rồi. Bốn chữ gọi là Nhập Phật Tri Kiến. Thì đúng ra thì sư ông đặt cái tựa này nó nhiều cái hàm ý lắm. Bởi vì tôi thấy cái phía sau sư ông á, có đăng mấy cái bài hát của sư ông soạn, mà tôi biết
cái nỗi lòng của sư ông. Thí dụ như cái bài này mà đấy là từ từ viết ra cho quý vị khác trên mới thấy rằng một con người nó có cái nỗi lòng các chị. Thường thường các vị mà nhà thơ, nhà văn á, nó có cái tâm sự trong đó. Ví dụ trong đây cái bài Lý Chiều Chiều của ông này, gì chiều 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 ra đứng bên đồi thông, nhớ ai tu hành sai bét nghèo, xót xa trong lòng, tội tiếc thương vô cùng trong lòng, tôi tiếc thương, thương cho lối tu sai lầm, lờ mờ trăng chiếu xuyên rừng khuya qua đồi thông, nhớ khi suy tìm chân lý, dưới trăng một mình, nghe thảnh thơi trong lòng tôi thảnh thơi, vui thay dưới trăng một mình, đường về bên giác không hề xa, không hề xa, nếu ta tâm hồn trong trăng, diễn ly quang đường, ta diễn ly quang đường, Bồ Đề Phật tánh hiện ra, thương ai lỡ mê quang đường, đường đời giảng ly đi về đâu, đi về đâu, trí ngu ai người ngu trí, biết đâu gợi mình, đâu biết đâu gợi mình, gợi mình đâu dễ biết ai, thương cho tấm thân cơ cầu. Nhưng mà đúng là tôi không có giọng nha. Người nào có giọng với miền Nam á, bài này tuyệt vời lắm. Khi mà nghe cái này mới thấy cái nỗi lòng của Hòa Thượng. Mới biết cái nỗi lòng Hòa Thượng có gì thấy không? Tôi thì thật sự không phải là tôi ca ngợi thầy dạy tôi, nhưng mà tại vì Hòa Thượng coi như là 93 tuổi mà vào chùa năm 78 tuổi, tới bây giờ là hơn 70 năm đi dạy rồi, thành ra cái tấm lòng, thành ra tôi trở lại cái vấn đề nhập Phật tri kiến. Các vị có nhiều khi các vị là mang danh là tín đồ nhà Phật, chứ các vị không có nhập Phật tri kiến, mà các vị luôn luôn sống bên ngoài, đứng ở ngoài hàng rào của vùng thánh địa, chứ còn đi vào được cái nỗi đất tâm thánh địa nó khó lắm. Mà cái người mà là Phật tử mà nhập Phật tri kiến á, mà muốn vào được cái vùng đất gọi là thánh địa, là phải người đó phải đại từ, đại bi và đại nguyện nghe. Cho nên mai mốt mua cái micro nó không dây á, tôi có bảo đi order rồi mà thứ tư mới có. Còn cái dàn máy bên đây chuyển mình bệnh luôn, mua con trăm bạc mình xài cho đã. Mình khỏi kéo lên kéo lui. Đại bi, đại nguyện, đại từ. Coi cái mình có đủ ba cái đại nguyện, đại bi, đại từ đó chưa? Nếu có được vậy đó thì mình mới gọi là Địa Tạng Bổn Tôn. Cái gốc của cái sự tôn kính vô lượng nó là phải cái lòng đại bi và đại nguyện đại từ. Cho nên tụng kinh Địa Tạng nó đại bi, đại nguyện, đại từ, đại thánh, bổn tôn, Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát, phải không?
Còn nếu mình làm ra ba tiếng là Phật tử mà mình không có ba cái lòng đó đó thì còn xa vời lắm, nó còn đầy dẫy phiền não vô minh lắm. Cho nên Phật tử phải có cái gốc tâm của mình, mà tâm của mình gọi là tâm địa đó, địa tạng hay còn gọi là tâm địa đó. Cái đất tâm của mình phải vung, phải xới, phải đào cho nó ra được cái đại bi, đại nguyện và đại từ nhé. Mình không có lòng đại này, mình đừng nói mình là Phật tử gì hết trơn, mình là Phật chết thì có. Cho nên các vị ráng, nhỏ cũng vậy, lớn cũng vậy. Ở đây tôi thấy vui là đây là hai thế hệ rồi đó. Còn từ cái nhỏ quá là ba thế hệ, tôi không nói, nhưng mà hai thế hệ là có được thế hệ kế thừa. Các em nhỏ ngang với thầy ráng học cái này. Học cái này nó không bao giờ thừa. Không chẳng những vận dụng cho mình mà vận dụng ngay cái tiệm nail của mình, mà vận dụng ngay cái business của mình, vận dụng ngay cái cuộc sống của mình. Nếu con người mình không có lòng đại từ, không có lòng đại bi, không có lòng đại nguyện thì cái tiệm nail của mình không cắt đầu lên nổi đâu. Có người mà lúc nào mình làm chủ mà cái mặt mình lúc nào cũng qua âu họ, thấy người ta giống như ai ăn hết của mình thì có đại bi đâu mà có thêm tiền, phải không? Dù cỡ gì đi chăng nữa, dù cái người làm nail nó tới nó có kiếm chuyện mình hay là thợ mình nó có khó khăn với mình cũng phải ba cái lòng này nè thì người ta mới trung thành với mình được nhé. Các vị thử ứng dụng coi. Cho nên lời Phật dạy đừng tưởng đâu lời Phật dạy chỉ ứng dụng trong chùa nhé, ứng dụng mọi nơi mọi chỗ bằng cái nơi tâm địa này nè. Bổn tôn. Cho nên bây giờ muốn như vậy thì mười phương ba đời chư Như Lai cũng từ nơi tâm địa mà có nha. Từ nơi tâm địa mà có. Cho nên trong kinh Tâm Địa Quán mà Hòa Thượng Tâm Châu dịch đó, tam giới chỉ trung dĩ tâm di chủ. Trong ba cõi, di chữ Việt, trong ba cõi lấy cái tâm làm chủ nha. Tam giới di trung dĩ tâm di chủ, trong ba cõi lấy cái tâm làm chủ. Ai mà quán thấy được cái tâm mình thì coi như là giải thoát. Giải thoát có nghĩa là cởi mở những sự ghim gót, cởi mở những sự buộc ràng, cởi mở những cái sự chấp chặt, ích kỷ, dại khờ. Mình thấy được cái tâm mình. Khi nào các vị cái tâm các vị mà các vị tha thứ, các vị thương người mến vật á, lúc đó tự động mình nó cởi mở, nó nhẹ nhàng lắm. Nó có nhẹ nhàng, nó có cái quả ngay giờ phút đó luôn nghe các vị. Còn khi nào các vị thù hận, các vị hơn thua, các vị đố kỵ, các vị ghen hờn, ngay giờ phút đó các vị đã tâm sầu bạch phát rồi. Nó đau đồi đoạn nấc đồi thôi, mà khi dò chính khúc, khi trao đôi mại trong truyện Kiều nói. Còn khi nào các vị là rộng lòng tha thứ, các vị có thể tha thứ cho cha mình, tha thứ cho mẹ mình, tha thứ cho người thân mình, cho chồng mình, tha thứ cho em mình. Quý vị tự nói lên cái lòng tha thứ là lúc đó tự động quý vị nó nhẹ như các vị gỡ ngàn cân. Còn nếu các vị cứ sống để dạ chết đem theo là các vị khổ trước hết. Cho nên tôi nói học đạo là học vậy. Cho nên ai mà thấy được cái tâm thì người đó giải thoát. Ngược lại, ai không thấy được cái tâm thì sao? Thì trầm luân. Đó, vì lẽ đó cho nên mình nên mới dùng, mới dụ cho cái tâm này là đất, dụ cho cái tâm
tâm này là đất. Bởi vì đất ngũ cốc ngũ quả, ngũ cốc ngũ quả là năm thứ lúa mè đó phải không? Ngũ là năm thứ á, ngũ cốc ngũ quả từ đất mà sanh. Ghi mấy này đã thuộc rồi. Rồi còn cái tâm này ngũ thú thiện ác, ngũ thú là năm cõi, chứ thú này là cõi nè. Ngũ thú thiện ác từ nơi tâm mà có nghe. Ngũ thú thiện ác hữu học vô học, độc giác bồ tát. Độc giác là một chiếc giác á. Độc giác bồ tát hữu học cho học là tinh văn á. Cặp chư Như Lai, chữ cặp là và đó. Dĩ thử nhân duyên, cho nên tâm danh di địa. Năm cõi thiện ác, năm cõi tại sao có nói năm mà không nói sáu luân hồi? Quý vị nhớ tôi nhắc lại, nếu nói lục đạo luân hồi là sáu, nhưng mà nói ngũ thú là năm, vì trong cái ngũ thú nó không có nhắc tới Atula. Atula cõi nào cũng có chứ, người cũng có sân hận phải không, trời cũng có sân hận, cho tới con trâu con bò có sân hận không? Cho nên mới nói năm mà gom lại còn năm mà. Còn nếu nó lục đạo luân hồi là sáu, thì nó có thêm Matula vậy thôi. Từ năm cõi thiện hay là ác, cho tới hữu học của học là hàng thinh văn, độc giác Bồ Tát, cho tới bậc viên giác, cho tới Bồ Tát, duyên giác tới Bồ Tát, cho tới Như Lai, cũng do cái duyên đó, do cái tâm đó. Như vậy một cái tâm thôi mà huynh đệ mình có thể đọa lạc trầm luân, và cũng do cái tâm mà cởi mở ra thôi thì huynh đệ mình thành trời thành Phật. Hãy cái tâm mà nó nhàn là thành tiên, mà tâm nó thiện là thành trời, mà tâm tu hành tứ diệu đế bát chánh đạo thì thành thinh văn a la hớn. Cái tâm mà tu thập nhị nhân duyên cho nó rốt ráo thì thành duyên giác. Tâm mà tu lục độ văn hạnh thì thành Bồ Tát, thì thành Như Lai Thế Tôn. Do mình cầm luân hay không là cũng do mình, mà đi lên được cái sự an lạc giải thoát là do mình, chứ đừng nói do ai hết. Đừng trách trời, đừng than trời trách đất gì hết. Mình học như vậy, học đạo để chi các vị? Để mình lấy, mình trở về cái Phật quyền của chính mình. Mà trong khi nước Mỹ này thì gọi là nhân quyền. Mình cao hơn, mình học Phật, mình cao hơn cái chỗ là Phật quyền. Thay vì cái nước Mỹ này nó có cái dân chủ nhân quyền, có quyền làm người, có quyền được sống, có quyền ngôn luận, có quyền bình đẳng, thì ngược lại đối với tinh thần nhà Phật nó sớm phát triển hơn cái lịch sử của nước Mỹ này, phải không các vị? Nó có cái quyền làm Phật. Thay vì cái lòng nhân đạo của một đất có hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, nó có cái nhân bản, nó có nhân quyền, nó cũng có giới hạn thôi. Nhưng mà nói cái Phật quyền là cái lòng từ nó rộng lớn, nó len lỏi khắp sang hà đại địa, phải không? Và thí dụ như Mỹ này nhân đạo lắm chứ, nhưng mà nhân đạo với cái người nó bằng lòng, nó thuận ưng, nó giúp đỡ à. Nhưng mà chống với nó mà làm những điều mà phi nhân ác đức thì sao? Nó luyện cho mấy quả bom là coi như cũng tiêu tan thành xứ quách hết, phải không? Nhân đạo của nó có, nhưng mà nó có cái giới hạn, nó có cái quy định của nó có cái ranh giới của nó. Còn ngược lại cái Phật quyền, cái nhân đạo của Phật quyền á, thứ bất minh chi nhân như tôi nói hồi nãy, thương hết cái người sai lầm, cái người ngoan cố, cái người tội lỗi càng thương hơn nữa nha các vị. Nói vậy đừng bắt chước, nói thôi mình làm ác cho dữ đâu Phật thương hơn, không có à. Thương là thương sao? Phật thương hơn là thương sao? Phật thương hơn có nghĩa là nó không biết nghĩ thiện, nó không biết tạo điều lành, cho nên nó đọa.
thì cảm thấy thương thì thôi, chứ Phật không hề nói mày mày vô địa ngục của tao vô đó tao nóng đầu lên, không có nghe, Phật không đi làm chuyện đó nghe. Nghe Phật không có đi làm đi cải số đó được à nghe. Thương là cái lòng từ bi, cái lòng bao dung, cái lòng tha thứ, cái lòng muốn nhiếp độ. Phật có lòng lúc sơ này. Phật không có vụ cải nhân quả nghe. Cho nên thường thường tôi nói mình cái chùa mình không khéo á, mình làm ác á không có giết sớ tâu, mà mình làm thiện cái là trời ơi tâu cái thầy giết sớ giết điệp tâu, thấy là nhiêu đó là cũng là chưa đúng với đạo Phật nghe. Nhưng mà tại chúng sanh nó thích như vậy, vô chùa mà ghi cái tên nó nhiều đọc 2-3 lần nó cũng dữ lắm à. Quên đọc cái tên nó rồi, trời ơi tôi bị hoài nghe cái gì. Tôi bị từ hồi nhỏ tới giờ bị không biết bao nhiêu trận. Nhiều khi á rồi cái cúng sao á, ngày 8 tháng giêng ngồi chặt chùa ở trên là chỉ yêu cầu nghe được cái tên cái xá đứng dậy đi về, mà mới là quên một cái là coi như rồi rồi. Khó lắm. Mà tôi hỏi các vị Phật nghe sao hết. Cho nên các vị đừng có sợ Phật không để ý tới mình. Đi vô chùa cũng vậy nữa. Các vị mình biết tuổi mình, thí dụ mình lớn thì mình ngồi trên thì không nói rồi. Còn đừng có vụ mà chen tới chen luôn ngồi gần Phật, gần thầy không có đâu. Cái thứ mà ngồi gần mặt trời là không có chiếu tới. Ngồi xa xa nó mới chiếu. Đi chùa mà để ông thầy ông chiếu mình nhiều đó là mình tốn tiền nhiều. Cái đó tôi nói thiệt hết trơn. Thiệt vậy đó, cho nên thôi mình coi như mình làm sao các vị đừng có cần cái tên tuổi gì hết đó. Tôi nói thiệt. Cái gì đó, thiên địa chí công lắm. Trời đất còn chí công, đừng nói chi Phật, thánh hiền. Quỷ thần còn không thể mà có thể mà ban quả cho ai được nha, chứ đừng nói chi. Không phải mà cúng cho quỷ thần rồi quỷ thần cho mình cái lộc, rồi không cúng quỷ thần hại mình, quỷ thần còn không làm điều đó được, đừng nói chi là trời là Phật, các vị hiểu không? Cho nên tôi thấy tôi này tôi nói đây là nói với người trong nhà nghe, cái người học với tôi nghe. Còn các vị đừng có bắt chước đem lên tôi nói vậy là không ai vô chùa cúng rồi nghiệp ta. Tức là tôi nói trong nhà những người có học ha, là mình làm gì không cần tên tuổi nha các vị. Mình ba la mật nó nhẹ dữ lắm. Các vị mà làm việc mà được ba la mật âm thầm rồi đó, không có cái chuyện gì mà mình cúng rồi mình quên đi. Mình quên đi. Đó thấy như bây giờ tôi thấy nội các vị đang sống ở đất Mỹ, có khi các vị không vận dụng được. Mỗi tháng ngày một tay, đúng ngày một tay 2 giờ chiều, bất cứ ở tiểu bang nào 2 giờ chiều đi ra nhà bang là thật cái thẻ vô là có tiền sẵn rồi. Thấy có người ta có hổ gì làm gì không? Đâu có đâu thầy. Cài muốn chết. Không, cái chuyện mà quý vị còn trẻ thì không nói, tôi nói cái người lớn đó chứ. Người mà 65 tuổi trở lên, không tiền hưu thì tiền già. Ý tôi nói cái tuổi mình đó, tuổi bây giờ, tuổi mà tuổi hưu của các vị đấy. Còn cái tuổi trẻ là phải cài rồi, nhưng ý tôi nói cái chỗ mà mình thảnh thơi mà mình không chịu thảnh thơi á. Thành ra tôi nói các vị ráng giữ ba la mật. Mình giúp ai, mình đừng mong báo đáp là mình sẽ ăn lại. Mình cho ai cái vật gì, đừng mong vật đó nó trở về mình thì mình sẽ hạnh phúc. Mình cho mà tiếc nuối đừng cho. Giúp ai mà cảm thấy lương tâm mình nó chưa có bằng lòng, chưa quan hệ đừng giúp. Còn mình giúp ai, mình cho ai gì rồi thôi quên. Bởi vì sao? Thường thường mình giúp là mình giúp cái người khó hơn mình. Mà cái người khó hơn mình có nghĩa là cái nghiệp họ nặng hơn mình. Mà mình cầu họ báo đáp thì có nghĩa là mình mong mình lấy cái nghiệp nặng của họ hay là sao? Đó là mình nói về cái mặt thực tế. Còn nói về cái tâm của Bồ Tát, mình nhập Phật tri kiến là mình có lòng đại từ, đại bi, đại nguyện rồi. Thì thôi, làm đó không phải mình làm đó. Do ông bà, do tổ tiên, do trời Phật cho mình ăn nên làm ra có đồng tiền để mình làm.
Thay vì nếu ông bà Phật tổ tiên không cho mình á, thì cái đồng tiền đó mình nuôi bệnh nuôi hoạn, đồng tiền đó mình không có. Bây giờ thay vì mình không nuôi bệnh nuôi hoạn, mình dư ra mình giúp cho người bệnh hoạn, mình giúp cho người nghèo khó, vậy là mừng rồi, các vị thấy không? Cứ việc vậy đi, hôm nay mình được như vậy thì ngày mai mình cũng được như vậy, chừng nào mình không còn điều kiện nữa là mình tính sao. Nhưng mà trời đẻ trời nuôi mà, thế gian họ nói câu đó. Cho nên các vị học Phật đi rồi các vị, tất cả những cái thứ đó là tự động trong đầu các vị, nó rỗng rang ra là các vị sống vô cùng an lạc. Cho nên tôi khẳng định trở lại, nếu các vị là đệ tử Phật mà không có an lạc thì là đi sai đường rồi. Là đệ tử Phật mà không có hạnh phúc là sai đường rồi nghe. Là đệ tử Phật mà không có tự tại là sai đường rồi. Là bây giờ tại gia tôi chỉ nói ba phần này thôi: an lạc, hạnh phúc và tự tại. Rồi tới nữa đó, khi nào mà các vị xong việc nữa, các vị mới tới Bồ Đề, Niết Bàn là giải thoát nha. Giờ chỉ ba cái thứ này thôi. Như vậy mà đi chùa mà gia đình bất hòa có nghĩa là đi sai đường nha. Chứ đừng nói tôi đi chùa rồi gia đình tôi nó xào xáo. Tôi hỏi các vị, đi chùa mà gia đình xào xáo là sao? Chồng nó đói meo, không lo, cứ vô cái gì cũng thầy, nó xin mà thầy nó mặt thầy uống nước thầy, thằng chồng nó ngồi nó thấy nó không nóng vô được, nó về mà bên Mỹ nó không dám đánh với Việt Nam, nó quýnh bời đầu. Bộ thầy mày biết ăn chứ tao mới ăn hả? Cho nên đi chùa mà không hạnh phúc là tại mình nha. Mà bây giờ các tính nữ thì có cái bệnh nó nhiều lắm á. Chồng không lo, cha mẹ không lo, nấu cơm cho thầy. Bữa nay ba mày ở nhà nấu cơm cho con, mà tao đi vô nấu cho thầy, bỗng thầy cũng cùi hả? Tôi nói thật, cho nên tôi không có đồng ý mà cái nạn thầy chùa mà ngồi đó mà chờ Phật tử nó cơm dưng nước đó nghe. Tôi nói thiệt vậy hả? Nếu ở đất Mỹ này mà mình nói xin lỗi các thầy, cần nên kiếm chớp làm để làm ra đồng tiền để sống, đừng có ngồi đó mà chờ đặng na tính thí nó cứu. Như thầy trụ trì đây được, ổng không đi làm, ổng làm cái chùa này các vị có công lao biết bao nhiêu thì nó khác nha. Nói về tôi không đụng tới nha, chứ còn chuyện mà thí dụ mấy thầy mà không là phải kiếm việc làm. Thầy trụ trì nó ổng làm đây mà tính nó công mấy coi như cả đời ổng trả không xong đó nghe. Nên tôi nói thật sự, nó là nói chân lý chứ không hề nịnh à. Tôi không hề nịnh, tới đời tôi không hề nịnh à. Cho nên các Phật tử thầy nói tới chùa đừng có cái gì cũng thầy làm cho người ta cái ông chồng nó bất hòa, cha mẹ buồn. Mà thường ông bà nó nói rồi, cha già như Phật Thích Ca, mẹ già như thể Phật Bà Quán Âm. Mình lo cho cha mẹ mình, lo cho chồng mình, rồi mới tới lo cho thầy nhé. Không phải nói như vậy là nói cái giá trị ông thầy thấp, mà trước tiên mình phải bảo an liên hiệp quốc gia đình mình. Gọi là bảo an liên hiệp quốc, bảo an gia đình cái đã. Cho nên tôi nói thật lòng như vậy, đó là một cái tình thương nha. Tôi không hề vũ khí các vị, tôi không hề biểu các vị làm gì cả. Mình phải an lạc, mình phải hạnh phúc, mình phải tự tại rồi mới có Bồ Đề Niết Bàn. Hết giờ chưa? Thôi dài quá nghỉ rồi. Bây giờ là từ sau tiếp đi. Bây giờ mới chưa nói gì nhập Phật đi kiến hết á, mới nói nãy giờ vòng vòng để dẫn quý vị vô từ từ rồi nhé. Nói đầu từ sau cái này mở cửa cho vô. Nhưng mà nói nãy giờ là quý vị biết cái cách vô rồi đó, là cầm cái chìa khóa rồi đó. Chỉ chờ lại đúng ngay chỗ cái chốt phá, là quý vị sọt cái chìa phá cho quý vị nại một cái là quý vị vô cái vùng đất của hiền thánh rồi nghe. Thôi vậy nghỉ. Nhưng mà các vị à, tuần sau mình cũng học giờ này, rồi cái tuần tới nữa đó, mình được tới một ngày tới hai lần học rồi. Tại thầy Út Trì đi an cư, thầy Út Trì đi ba tầng là mình được sáu lần luôn. Vừa học ở chính điện, vừa học cái này. Ráng học và mốt trả bài nha. Rồi còn cái bài mà của bà thượng đặt mấy bài hát á, để từ tôi đánh máy ra rồi mình tập mấy bạn già mình hát chơi cho vui. Chơi hát nhẹ nhàng. Thầy con bạn có hát thượng hát nữa thầy. Dạ đúng rồi.
không ạ? Rồi thôi mình hồi hướng hả? Có buồn không? Có buồn không? Ai có buồn thì nói liền, rồi mà đem về nhà buồn là tôi không chịu trách nhiệm nha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo